gần tối thì tốc độ nhiễu nó tăng. Cái này tính này là em thử ống 4 ly ruột 2 ly rưỡi nè. Rồi em có thử muỗng nữa. Này mình khoan từ bên đây qua đây. Cái một muỗng mới dăm đầu. Đặt qua. Đặt kẹo đây. Được rồi, em khoan 22 ống như vậy. Hồi đó năm rồi nó chết mình. Đặt quá, rút cái này ra là nó nhiều hơn nhiều. Nó muốn đông đây. Những cái dăm đầu tiên mà anh dùng ống á, nó sẽ không mũ không đẹp, tại vì nó sẽ bị đặt ngay chỗ đầu nè. Dăm đầu tiên mình dùng dùng cái mũ á. Này này kiểu này là nó dừng. Chỉ có 22 cây là xài em xài thử ống đó thôi. 22 cây xài. Còn nhiêu là 4 hàng em lấy mũ hết. Mai ra tự nhiên. Muỗng nó chảy tự do. Cái chạy không? Muỗng nó chảy tự do, còn ống nó hơi nhẹ. Ống nhẹ. Cây này mấy cây bự nữa mà chảy dữ. Này giờ mới tầm 29 giờ đó. Mới 9 giờ chứ. Ồ, cái này chảy. Không nên mình chảy mình hãm lại vì nó. Mà em không dám bơm trăm đó nha. À. Chỉ có 80 cho tới 90 thôi đó. Không gắn cho ông nó mất ra cây nên mình hãm lại khí lại thôi. Không mà mấy cây này hồi đó cạo nó cũng vậy anh ơi. Cũng như mũi. Anh cũng đầy tô này. Này. À. Chứ nó không có ít lòng mấy cây này. Cái này mình làm cái sinh cũng ok. Dạ, dưới đây là cái sinh này. Cái này em làm như sinh. Em làm vòng lên mình qua đây. Cái này mai trồng to. Đây, đây cây. Cái lô này cạo nó là khoảng gần 700 cây là nó 100 trên. Nhưng cái này thì không nói giống khác nè. Cái này cũng vậy. Nhưng mà dăm đầu tiên lượng mũ về là chắc cũng gấp 3, 4 lần cạo xả mịn. Mấy cây bự, nó nhỏ mấy cây bự. Ủa anh Hoàng Anh, như vậy là em cạo sang 4 hết là bao nhiêu mũi mới bơm khí? 2 mũi mình bơm khí. Là mũi này, mũi này, mũi nữa, cái là bắt đầu em bơm khí phải không? Đúng rồi. Là để cho nó lõm mũ trong đó luôn. Đúng rồi. Mà cái này mấy cây này chắc là qua lần bơm khí 2 là mũ loãng hết rồi. Nó không có bị kẹo nữa. Yeah. Cái cây ngoài kia chút cho coi hai mũi vẫn còn kẹo. Yeah. Em có thử 6 cây ngoài đầu đường. Đó này là nó mới xuất ra là nó lại đông. Cái lô này hồi năm rồi em cạo á. Là hiện bên này là hàm lượng nguyên năm của nó ha là không dưới 40. Mà để năm nay em bơm thử coi. Tại em giờ em còn một khúc ở đây nè. Em tính làm nhắc sáng thí điểm rồi sao. Cái này là em khoan lúc 5 giờ chiều nè. Bốn ngày tới đây nữa chứ. Rồi tới đây nè. Bốn qua tình trạng này. Này bóc này ra nó còn chảy ác. Dăm đầu tiên thường là nó sẽ bị đóng này, nó kẹo này nó không đủ sản lượng. Này tái sinh chắc cũng đẹp luôn. Tái sinh này 7 năm. Cái mũi 5 ly của chú ngủ đạt hơn đây nè chú. Có khoan 7 cây mũi 5 ly đó. Đây, hàng của chú nào phải không? Ừ, cái ngoài 5 số cây. Mũi 5 ly đạt hơn mũi 4 ly. Nè, mũi 5 ly không hình như mấy cây này nè. Chú khoan từ đó vô tới đây nè. Không từ đầu hàng. Dạ, nè. Mình nghĩ cái dăm đầu tiên thôi. Cái dăm đầu tiên mũi 5 ly đạt hơn mũi 4 ly. Nhưng mà dăm thứ 2 với 3 khi mà mũi nó hết đông rồi. Thì hai mũi chắc là cũng bằng ngang nhau. Nhau. Thì mình chọn cái mũi nhỏ mình làm. Tại mũi đầu tiên là nó kẹo quá.
nó dễ bị mũi 4 ly là nó dễ bị đông, dễ tắc hơn cái đầu. Bước mình khoan đầu tiên thì mình mũi 5 ly đi, từ từ hạ giảm là 4 ly đi. Đóng về là được chưa anh? Đóng mình đóng sát ở đây trước rồi cho sát rồi cái này trước làm sao bây giờ mình về đây, mình về qua đây cũng được, mình làm hết đều cho đều sát phía bên tay 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 trái à. Mình về từ từ qua cho nó theo hướng cách làm khoảng 5 ly, 5 xăng chứ. Nhưng mà vậy vậy thì như em bên này hôm qua bên này cũng được cũng hả? Được không sao. Nói chung mình nó cũng có ảnh hưởng một chút nhưng mà không có nhiều lắm, làm khoảng 5-10% từ mũ. Là nó bị cái gì tình trạng? Thì chẳng hạn như mặt hướng mũ hay kỳ này nè thì nó sẽ bị chặn à. Chẳng hạn giờ qua đây thì giống như nó bị chặn xuống bởi cái đường này qua rồi, nhưng mà cũng không nhiều lắm, thì cái này nó cũng không có một dạng giống như cạo, không có bị mất hết thêm thứ mũ. Nên làm từ trái qua phải thì nó hợp lý hơn. Ngày sáng mai chắc cũng phải hết cũng hơn nửa tô chứ. Nó cắn một cái một có thì chứ còn hơn là ông chích. Thôi trước bị gì vậy? Nó cắn một cái một hơn ông chích thiệt luôn. Cái gì? Con này kiến này. Hả? Kiến gì? Kiến này nó chích đau lắm. Hồi xưa vô vườn hay bị con quỷ nữa cắn. Cắn mà tụi nó rắn cắn hay con gì cắn không á. Quỷ người. Cây này là cây này là mũ cắn nè, nó nhuyễn dai nè. Ta cũng nhiễu lưới đi luôn ống mà nó nhiễu cỡ này nè chú. Mũ năm ngoái còn. Dạ. Nhưng mà nó ít. Cái này nó cái là nó hết cái ra hết cái lượng mũ mà nó có khí vô nãy dừng. Anh nhìn cái này y cái ống này nó không có một cái màng xung quanh này nó cái ống nhựa đó. Cái bao cái phủ bên ngoài là đúng không? Xong rồi nó chạy bên trong cái lồng cái này đó. Đó. Chạy trong rồi. Cái màng cái ống mỏng. Siêu mỏng. Hết. Chính ra mấy mà ấy là cái này nó hết cái lượng mũ có khí lại dừng lại, mà cái lượng khí mà vô trong cây lúc nào cũng chậm hơn là cái lượng mũ theo cây ra, nên khi cái này mà anh làm cái áp khí cái củ rim đô mà ốp nguyên vậy nè thì nó chảy hoài luôn, tại vì cái tốc độ nó thẩm thấu khí nguyên cái vùng lớn nè, nó vô quá cao đi, nên lần đầu tiên mình lấy mũ thì nếu mình làm theo kiểu đó là coi như là tràn chén. Còn thằng này anh, như thằng này cái lượng khí nó cỡ xung quanh nó là cỡ bao nhiêu? Nói chung tác dụng tốt là tầm khoảng 25 phân à. Thì càng ngày càng xa thì nó càng ít thôi. Cái hàng xa đi quá thì nó ít. Thì 25 phân là ok nhất. Này cây này nó vô khi tươi mới hết nhanh. Lần đầu thì nó xẹp nhanh. Thấy vô trong cây nó cứ theo mũ ra ngoài thôi, chứ nó cũng không có lên cao mà nó ảnh hưởng. Nên có nhiều người cứ nói là bây giờ cứ áp khí rồi cứ đợi đến khi nào vô mùa cạo không biết để làm gì. Nó khí nó vô cây mà không heo ra mũ ra thì nó không tốt. Như lần bơm thứ hai là mình xả cái đầu dưới bỏ anh bóp bỏ. Đúng này rồi. Là mình đã bơm anh. Thì nó cái này xẹp rồi thì yeah. Cứ để nguyên, còn cái nào mà nó còn phù ra, có nhiều cây là nó tự động nó phù ra bự luôn. Còn cây ra vậy. Thở cây nhả là vậy. Nên bóp ra thì nó đều đặn ngủ, chứ không cứ để nó vô thì nó trồi sụp lum. Tại vì cái khí này là khí ethylene 99,95%. Nó không giống như cái hồi xưa ta hay dùng là khí 60%. Nên nó tác dụng nó khác cái khí cũ. Nó tác dụng nó nhanh hơn chút. Ok. Này, sáng mai qua coi lại. Đây là vườn hôm qua nè. Cây này lớn hả? Cây này to.
vườn hôm qua mình mới vô vườn mình xem, thế này mình tới cái này mũ vàng kẹo, này là cái dăm đầu tiên, cái mũ khoan đầu tiên, nên cái này lấy lại vốn nó lẹ, cây này cũng chưa lá, cũng chưa có xanh lắm, lá còn cũng còn non, nhưng mà ta lấy sớm. Thì nó mới đủ khí, nó mới tác dụng tốt. À, mấy cây bên đây là 6 giờ khoan hết ta. À, hạt chia mũ nó còn đây chảy nè. Nè, 6 giờ khoan. Cái lô hồi nãy mình, cái hàng bên nãy mình coi là người ta khoan hồi tối hôm qua, còn cái bên đây là ta khoan thử buổi sáng coi cái sản lượng như thế nào, 6 giờ để ta coi quyết định là ta nên làm sáng sớm hay người ta nên làm buổi chiều. Nếu mà sáng sớm thì người ta cũng đỡ cái công ta giữ cái mũ, còn nếu mà làm buổi chiều thì ta phải có người trong coi. Đây là làm từ hôm qua. Đây là làm hôm qua. Làm được hôm qua thì giờ là mũ nó không chảy nữa. Mũ nó dừng là hết rồi. Rất là vàng, chiếc dăm đầu tiên mũ vàng. Dừng là hết rồi. Đây là một cái. Ở khu vực này, cái vườn này ta làm tầm khoảng 9.500 cây. Cái nhỏ thì nó đã ít, cái lớn thì tự ra nhiều, còn một lần khí hết, nó không có cần cái lớn hay nhiều khí, cái nhỏ phải ít khí. Vườn này nó rộng lắm, đi dùng cái máng để lấy, làm hơi chui vào ống. Cái nhỏ tự đó, cái lớn là nhiều, cái nhỏ. Cái này ở đó mua lại diện ngoài bạch hạch. Còn số vàng. Cái lớn này nhiều. Cái này tiền trả đầy to. Cái vườn mình ở đâu anh nhỉ? Dạ, cái vườn mình ở đâu ta?
cái này sa mát Tân Lập. Tân Lập. Tân Lập Tân Đi. Em chỉnh cái độ thuần hao cao lắm là được 45 chứ không lên được 50. Mà mấy cây lớn nó muốn gì. Này nằm kế sát biên giới luôn đúng không? Dạ, nằm biên giới. Vô đây là chúng ta phóng qua vùng vùng quốc tế luôn. Thì đây tại anh Phước, anh nhìn ra anh thấy bờ đê của miền luôn. À. Ngay bên này. Tôi thấy là đây là thấy được sạch lắm, cũng nhìn phóng quốc tế. Ngày hôm qua giờ là nó tắt luôn rồi. 8 giờ tắt mặt hết. Đã đâu một nhiễu nữa đâu. Đúng 5 giờ ngày hôm qua khoan, bữa nay đúng 8 giờ là tắt rồi đó. Ý là cây này to mà nó còn nó tắt luôn, nó không giữ dài lại. Những cái hàng hồi tối qua khoan này dừng lại hết rồi. Dạ hết, hết luôn. Giờ này chút 7 giờ 8 giờ chút được rồi. Là nó hết nhiều. Chút đi bán rồi 9 giờ về nha. Có đâu nó lên tới vườn lấy. Mình cũng tốt rồi, nó chở về tôi lên đốc độ lượm tiền là về khỏe luôn. Thì là à, chú Lộc vừa hình như qua bên Trí nãy gặp ở bên nhà chú nhiều. Nó sung cây. Bình thường mà cây nào mà không miệng nó to lắm. Càng thì nó to lắm. Mà với giờ hả cào lại nó đủ sức nữa. Cây miệng là to thôi. Chết rồi. Trong vườn có một hai cây hay là một số cây mà nó đột biến nó to mũi nhiều nhất. Rồi xin chào các bạn nhé.